Dạ, chào chú Tâm. Chào chị. Dạ, mình là một học viên đặc biệt, tại vì mình là phụ huynh học sinh chứ không phải là học sinh. Tại vì chiều thứ bảy, chiều chủ nhật thì bé nhà mình nó đi chơi cầu lông với bóng rổ, cái câu lạc bộ của nó, cho nên là mẹ học rồi có gì mẹ về mẹ truyền đạt lại. Dạ. Nói chung là Chị. mình chào tất cả các bạn ha, một cái học viên cũng rất là đặc biệt. Qua cái lớp học Úc Đại Lợi này á, thật sự là mình cũng chưa có dịp mà mình cảm ơn cô Huyền nè, là cái cô luật sư di trú tư vấn rất là ok rồi ở bên của chú Tâm á. Thật ra, mấy bạn ơi, mình nói ở đây là mình cũng là một một phụ huynh của một bạn học viên thôi, chứ thật ra không phải là mình quảng cáo gì ở đây hết, không có. Nhưng mấy bạn, mình chia sẻ tại vì mình đã có một bạn đã qua bên đó là được từ hồi đầu tháng 7 rồi mấy bạn. Với lại mình cũng cảm ơn bạn Liên nè, là cái bạn chăm sóc khách hàng cũng rất là ok, nhiệt tình nè. Mình muốn chia sẻ với các bạn đang học ở đây nè. Thật ra các bạn này chắc cũng cũng có bạn thì cũng lớn, mà cũng có bạn thì cỡ tuổi con mình. Thật sự là như các cái bài và mình theo dõi chú Tâm thì mình cũng biết qua, cho đó là mình ví dụ như là bạn nào thật sự như chú Tâm cũng hay nói là rất là dễ bị người ta là lừa đồ này nọ, người ta làm giấy tờ giả đồ á, thì thật sự là mình thấy ở bên chỗ chú Tâm có luật sư di trú, các bạn có thể trao đổi tư vấn ở bên đó, mình thấy rất là ok luôn á. Thằng nhóc mình nó làm cái hồ sơ là chừng có 1 tháng rưỡi là đã đi rồi đó bạn, và những cái gì chú Tâm nói là hoàn toàn rất rất là ok luôn, có nghĩa là rất là thực tế. Thằng con mình nó qua nó học bếp thì hồi đầu tháng 7 là nó qua tới bây giờ, nhưng mà nó đã đi làm nè, chịu khó làm tới đêm luôn, tới 11 giờ mới về luôn. Rồi ngày nào đi học thì đi học, ngày nào không đi học thì đi làm, do đó là các bạn cũng có động lực á. Dạ, ở ở Melbourne đó chú Tâm, ở ở nhà của bạn Thông luôn, Ồ, nhà mình Thông, ủa tên gì vậy? tên Khang. Ủa, em biết rồi, cu tròn tròn Đúng rồi. á hả? Bữa em gặp nó lần Đã vậy hả, rồi. nó thật sự là nó cũng rất là ít nói chú Tâm, nó không có nói đâu, nhưng mà nó cũng cũng ý là mẹ cũng coi của chú Tâm nhiều á, xong rồi mẹ từ chú Tâm rồi mẹ tư vấn cho con, thì qua bển thì con cũng ổn Ủa, đó. bé Nó bé là đi như vậy. làm chỗ nào chị? Nhà hàng À, tên bé gì? đi, à bé làm nhà hàng tên gì chị không biết nữa, có chị thấy nhưng mà chị quên cái tên rồi, tại chị không có rành á. Ở đâu, ở khu nào chị nhớ À, không? bạn bạn nói là ở gần trạm xe buýt á, bạn làm thì cũng chịu khó làm á chú Tâm, thì mình thấy vậy thì mình cũng nói để cho mấy cái bạn ở đây nè, mấy bạn trẻ đang chuẩn bị học, đang học PTE để đi nè, là các bạn có cái động lực. Nói chung là như chú Tâm nói là đừng làm biếng, chịu khó, không làm được thì người ta la, người ta chửi, cái đó là bình thường thôi, cái chuyện đó là hết sức bình thường. Nên là các bạn hả, cố gắng và tự tin lên, không có vấn đề gì hết, tại vì con mình là một đứa đã qua rồi, cho nên là mình thấy là không, cho nên là chú Tâm, những cái gì chú Tâm nói thì các bạn chịu khó lắng nghe và mình cố gắng mình tập. Chỉ có một cái là bạn này chưa có dở, có một cái là chưa có bằng lái á chú Tâm, cho nên nó bị thất bại. Dạ. Em nói rồi mà, nếu mà chị cho nó học bằng lái ở Việt Nam thì giờ khỏe rồi. rút rút kinh cho nghiệm nên rút kinh nghiệm cho bạn 17 tuổi. cho nên là nói thật á, là khi á mà mình coi các cái clip rồi các cái video của chú Tâm giới thiệu, mình cảm thấy là rất là ok luôn, mình rất là thích luôn, cái này là mình nói thật luôn á. Rồi Ôi, khi có á sao mình nói gặp vậy thôi mà chị, thiệt, mà cái em sao này nói á vậy là thôi. đúng rồi, cái kiểu á, các bạn học viên ở đây ngồi để mà nghe, thật sự là nghe mình chia sẻ để mà các bạn có cái động lực nha các bạn, cứ mạnh dạn lên các bạn. Nói chung là người ta làm được mình sẽ làm được. Ủa, con của chị hồi ở Việt Nam nó có đi làm thêm gì chưa? À, thằng lớn có, nó đi bắt trọng tài nè, có nghĩa là nó Dạ học cái bằng trọng tài bóng rổ, dạ nó đi học dạ rồi xong rồi nó đi phụ nhà hàng, dạ rồi nó đi phụ bán quán với mẹ, ví dụ mẹ mở một cái quán nhỏ nhỏ vậy đó, rồi sai nó đi bán, rồi cho tiền nó ví dụ như tuần mấy chục ngàn vậy đó. Nói chung là ít thôi nhưng mà cũng làm hết á. À, có nghĩa là chị cho cháu nó không phải là đi cày ở Việt Nam mà là nó đi làm để cho nó biết việc đúng không? Đúng rồi, chứ không có đi cài nói cần ai, tại có hai đứa con cũng không có cho đi cài, nhưng phải đi ra ngoài để mà biết là người ta làm gì ở bên ngoài và va chạm coi thử, ví dụ như là mình làm không đúng người ta la thì cái thái độ của mình như thế nào để lần sau mình rút kinh nghiệm, ý là như vậy á. Mình làm không đúng người ta la thì mình sẩn cồ lên mình chửi lại người ta xong mình nghỉ việc. Ngon Xong luôn. ba mẹ gửi tiền qua cho mình đóng tiền học rồi Đã mình tiếp luôn, tục. đúng rồi. Vậy Thì đó. tùy thôi, có thì tùy theo ba mẹ dạy con thì sao, nó làm y chang vậy thôi Đúng rồi, mình cũng đi hỏi rất là nhiều trung tâm tư vấn rồi,
Nhưng mà khi mà người ta tư vấn á, rồi người ta nói là không tốn phí, nhưng mà thật ra người ta cũng đã hướng mình vào các cái trường đại học hết, rồi những cái trường mà người ta được ăn huê hồng nữa các bạn. Cái này là mình chia sẻ rất là thật lòng nha các bạn, cho nên là các bạn cứ tham khảo ở bên chú Tâm, rồi có luật sư đồ hết. Nói chung là mình làm việc với cô Huyền mình rất là thích, cô Huyền bằng tuổi mình luôn á, cho nên là mình rất là thích luôn. Cô này rất là ok, cho nên là mình cũng nói với các bạn như vậy đó, dễ giàu gì có dịp để mà được học cái lớp này, cho nên là mê quá phải tham gia học thôi. Cái này Với lại cũng cho mình hỏi cái nữa chú Tâm, ví dụ như thằng nhóc của mình mai mốt nó qua bên đó nó học xây dựng đi chú Tâm, thì mình học ở trường rồi mình xin chỗ để mà mình đi làm về xây dựng thì có xin được không chú Tâm? thì xin em nè, Có em mới nhận một bạn 17 tuổi vô thực tập công ty em làm thứ bảy chủ nhật, và sắp tới thì bạn này sẽ làm thêm nữa, tại bạn này học vừa học vừa làm á chị. Thì bây giờ ở bên này nó có cái chương trình dành cho mấy bạn nào mà cấp 3, có nghĩa là lớp 10, 11, 12, là vừa học cấp 3 vừa học cao đẳng luôn, cao đẳng nghề, à, thì nó sẽ rút ngắn thời gian của các bạn hơn. nhưng mà chị hỏi nè, ví dụ như thằng nhóc chị, thằng nhỏ của chị bây giờ chị cho nó đi luôn hay là chị để cho nó học hết 12 theo em? Theo em thì cho nó đi luôn, Bây giờ cho nó đi luôn làm hồ sơ kịp không ta? đúng rồi, kịp hay không kịp đâu sao đâu, nó qua đây nó học học lại chương trình đó có gì đâu, nó sẽ vô đây nó học chung với các bạn 17 tuổi. Hồi nãy em mới vừa nói bữa nay nó thực tập là có ngày hôm nay là ngày thứ tư mà nó làm được nhiều việc, rồi gia đình nó cũng làm được, rồi sơn nó cũng thực tập rồi mấy ngày nay rồi. Bây giờ em hỏi chị nè, bây giờ nó tốt nghiệp lớp cấp 3 hay là nó không tốt nghiệp cấp 3 có gì khác nhau không? Chị đang sợ là mai mốt làm, ví dụ như nó không tốt nghiệp cấp 3 đi thì nó Đâu sao qua lắm. bên đó rồi mai mốt ví dụ như cái bằng của nó là vậy, nó có dễ xin định cư không? Cái vấn đề là cái chỗ đó. Không phải, bây giờ nó mà qua nó chưa 18 tuổi á Ừ. là nó phải ở homestay chứ nó không có ở một mình được. Ví dụ như nó ở Có với anh anh nó được không? thì cái này chị mới hỏi chị Huyền, chứ Huyền tư vấn tiếp, cái này em không biết được. Thì em nói vậy Rồi. để chị biết, nếu có anh ở đây thì nó sẽ ở với anh nó được không, anh nó trên 18 tuổi. Đó là cái thứ nhất là chị phải đặt câu hỏi. Và cái tiếp theo nữa, ví dụ nó ở với anh thì tốt quá rồi, thì hai anh em có thể thuê nhà rồi xong rồi mấy bạn khác ở chung, cái đó là chuyện rất là dễ. Em sẽ giúp, em giúp thông thuê bao nhiêu căn nhà rồi. Và cái thứ hai là bây giờ ở homestay thì homestay phí là 350 cho tới 450 một tuần, là chị Nhiều chịu nổi quá. không? Tiếp tục nữa nè, rồi bây giờ cho nó qua đây nó đi học lại lớp 12 đúng không, thì nó đang học 12 bên Việt Nam thì qua đây học 12, tiếng Anh nó đủ đi qua đại học chưa, thì chị phải suy nghĩ những câu hỏi này mà trả lời không được thì ở Việt Nam học tiếp cho nó xong lớp 12 đúng không. Rồi. Rồi tiếp tục nữa, đi qua đây thì chắc chắn là sẽ không vô học lớp 12 được liền và sẽ phải học tiếng Anh thêm. Và cái năm học ở bên này sắp kết thúc rồi, là năm Ừ. sau tháng 2 là nó sẽ học lại lớp 12, thì từ đây tới 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 cuối năm là nó sẽ học tiếng Anh được, ví dụ chị muốn đó. Thì nó có rất là nhiều bài toán theo em á. Tại vì sao, tại em thấy là chị cho con chị qua đây càng sớm thì tiếng Anh của nó nói nó tốt hơn là để nó càng lớn tuổi, thì cái đó là cái em mong muốn thôi. Nhưng mà cháu nó đang bị dính mấy cái nè, lái Đúng xe nó rồi. cũng chưa biết, tiếng Anh nó Đúng cũng chưa rồi. rành, và cộng thêm nữa em bảo đảm luôn chị sẽ không luyện nó bằng thằng Anh nó đâu đúng không. À, nhưng Nha. mà hồi nãy chị có nói một ý em thấy là em cũng hơi thắc mắc, trường nó bắt đi học thêm học bớt đồ này nọ để Học mà gì? thi, nó chỉ cần tốt nghiệp Nhưng loại trung bình khá thôi, đâu yêu cầu nó học giỏi chi đâu, tại chị xác định cho nhưng nó đi qua đây học nghề rồi, cần quá nhiều học giỏi để làm gì, chị đúng rồi, chị hiểu rồi, nhưng mà thì như bây giờ vậy nó nè, cái thi thằng này nó đang học cái lớp chọn, có à nghĩa là ok từ lớp 10 nó đã học ở lớp chọn rồi, cho nên bây giờ rồi rồi 12 người ta dí người ta sợ rớt thành tích, cái chết À, chết ok. Ủa, đó, người ta sợ cái rớt thằng thành tích mà chị không sợ thì thôi, chứ cần gì ép nó học. Bây giờ nhưng mà em là cha là mẹ nó, là em cho nó học tiếng Anh thôi, còn mấy chuyện khác tôi không quan tâm, miễn nó học đủ 5 điểm mà thì đó, thì bây giờ mình nói nhưng mà nhà thôi. trường người ta đâu có chịu, cái mà con mình nó Thôi lại thấy cái guồng như vậy nó rất là sợ, có nghĩa là ai cũng đi bây học mà nó không đi học nó sợ đó. giờ chị Nhưng xác định hỏi nó thằng Anh nó học giỏi không. thằng anh nó thì cũng ok, thằng anh nó thì hồi đó ở đây thì cũng học ngoại thương đó, Rồi 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 rồi, bỏ ok. Rồi, bỏ ok, để vậy đi, cái học ngoại thương để làm gì? thì hồi đó định đi học ngoại thương để sau đi dạy giống như ba nó. Con út của chị đó bây giờ cho nó tốt nghiệp cấp 3 xuất sắc, nó đạt được thủ khoa luôn đi, rồi để làm gì? Thì chị xác định cho nó đi qua đây học nghề rồi mà, để làm gì? Đúng rồi, đúng Ờ thì rồi. đó, em xác định đó, bây giờ chị tưởng tượng đi, con chị bây giờ năm sau tốt nghiệp thủ khoa, đậu bách khoa ngoại thương gì đó hạng đầu luôn, tốt nghiệp vô trong trường mấy trường nó thủ khoa luôn. Rồi để được gì? Rồi chị hiểu rồi, vậy bây giờ chủ yếu cho nó học Anh văn cho giỏi đi. Chuyện của nhà mình lo hay đi, À, mình đi chị lo hiểu cho rồi, người chị khác, mình lo cho hỏi thiên cái hạ. này, hỏi cái này xíu ngoài học trò, giờ tới mẹ nè, tới phụ huynh nè. Chị hỏi thật nha. Ví dụ như thường á chị thấy em nói là đừng có qua đây theo cái visa du lịch rồi qua đây đi làm. Cái này chị Đúng hỏi rồi. thật hay là theo, ví dụ như bây giờ đi chị đi nhiều khi chị muốn qua thăm con chị đi, nhưng mà cái nhiều cái chi phí nó tốn quá thì mình có thể đi làm thêm được không? Cái này chị hỏi thật luôn á. À, chị đi làm thì chị đi làm, nhưng mà chị sẽ có suy nghĩ mấy cái chuyện rủi ro
xảy ra cho chị đi qua đây mà chị đi vòng vòng chị chơi thôi thì chị cũng thấy chán đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, mà con chị thì đi làm với đi học rồi thì chị ở nhà chị thấy chán. Sự thật là ở bên này đa số mọi người đi qua đây thì người ta có làm nhưng người ta không có làm như điên á, người ta làm một cách làm sao nó tế nhị đó. Em nói vậy, chỗ con của chị làm đó thì chị tự động chị liên lạc cái đó, người ta tụi chị nói chuyện với sếp gì đó thì chị suy nghĩ mấy chuyện đó. Hồi xưa ba mẹ em lúc mà em đi học qua đây ba mẹ cũng đi thăm em, qua đây thì hồi xưa em đi làm nho thì ba mẹ thích thì lên nó chơi với em thôi. Thích làm thì làm, thích không làm thì đi vòng vòng chơi đi cho biết farm nó làm sao. Thì trải nghiệm thôi. À, chị hiểu rồi. Thì là con cái rồi sau này chị muốn là tụi nó định cư thì Đúng. đừng có làm sao cho nó quá đà rồi nó ảnh hưởng đến mấy đứa nhỏ vậy thôi. Ví dụ nha, đi qua đây thì nó cho visa 3 năm đi, ví dụ vậy thì mình đi qua đây thì khoảng 1 tháng mình về đi chứ, mình đi qua đây tới 89 ngày rồi mình về thì người ta sẽ đặt câu hỏi thôi, đúng không? Có những người đi 89 ngày về xong 5 ngày sau đi qua lại. Chị là người trong bộ di trú chị có suy nghĩ không? Ở nó quốc tiếp 89 ngày tiếp, 89 ngày tiếp là đúng luật kìa. Lần sau nó qua nó cắt visa liền đó, chứ ở đó nó kêu ông bà đi qua đây kiểu gì kỳ vậy. Đó đó, Rồi, thật sự ok. là cũng thắc mắc, với lại nói thẳng ra cũng muốn kiếm ít tiền nuôi thằng nhỏ, Vậy nói thẳng thôi. là vậy. Rồi bây giờ Nhưng em mà hỏi vậy, thằng cu đóng tiền học bao nhiêu tiền? Thằng cu ở bên Úc á. 12.000 một năm, một tháng 1.000 á, Một cái 1.000, nó ăn ở thì cho là 1.000 nữa là coi như 2.000 á. hai Một tháng. ngàn Rồi. đúng rồi, Chi phí nó làm ra một tháng bao nhiêu? một tháng nó làm khoảng chừng 5.000 quá, Nó dư 3.000 làm gì? dư 3.000 để dành đó. Sao nó nuôi em nó đi? Sao nó không gửi về cho cha mẹ nó đi, mua vé máy bay rồi lo tiền cho ba mẹ đi du lịch qua đây đi. Đó, hồi xưa Mà em làm y chang vậy đó. chị hiểu là thật sự là chị muốn Ủa? là nó để cái tiền đó cho nó, ví dụ Hả? như bây giờ con làm con để dành cái tiền đó cho con, sau Hết rồi này đóng á tiền học, là mua thứ nhất là nhà. con đóng tiền học, cái thứ hai nữa là con mua nhà, ví dụ như Đó. là vay ngân hàng được bao nhiêu đó ba mẹ tài trợ Đó. thêm, ví dụ vậy đi, mình Đâu mua cần mình chị tài trợ đâu, ai kêu chị bày nó nữa. vậy hả, sao nó Ai đủ. kêu chị bày xong đủ. Bây giờ em nói chị nè, một năm nó mỗi tháng nó dư 3.000, chắc chắn tương lai nó sẽ dư 4.000 và tương lai nó Rồi. sẽ dư 5.000. Tại vì sao? Nó đi học như đi chơi với mà tới lúc holiday tới tháng 11 thì nó sẽ nghỉ tới tháng 2 luôn. Một tháng nó dư 7.000 luôn cho chị biết. Nó đâu có học liên tục đâu, nó học 2 năm xong đúng không? Hoặc là 3 năm xong rồi nó được chính phủ cho ở lại thêm 3 năm nữa. Lúc đó nó đi làm đâu phải nó làm 40 tiếng đâu, nó làm 80 tiếng một tuần luôn đó. Rồi lúc đó nó dư 10.000 một tháng. Chị bày cho nó, chị đưa tiền cho nó chi nữa? Chị tự cho nó tự nó làm nó được thôi. Rồi mình hiểu rồi, thật ra là mình cũng quan niệm của mình là xăng cái đổ đầy bình á, con muốn đi tới cái đích đó con đi dài thì con ít con tốn nhiều xăng, còn đi con đi cái đường ngắn thì con tốn ít xăng, mẹ chỉ có vậy thôi chứ không có hơn. Và tiếp theo nữa, cái ngành nấu ăn là bên Úc này nó lúc luôn luôn cần. Và thêm nữa dư tiền để làm gì? Dư tiền có thể để dành giống như chị nói đó. Mua xe, mua cộ, đi học thầy lái xe. Rồi Đúng thay rồi, vì mình đúng rồi. ở chung với người ta thì biết đâu mai mốt em qua thì phải thuê một cái căn nhà riêng. Rồi sau đó ba mẹ qua ba mẹ ở, còn thôi cho bạn này bạn kia xe phòng. Rồi làm thêm mấy cái chuyện khác nữa chứ đâu phải đi làm đầu bếp không. Thật sự là theo dõi chú Tâm cho nên biết được nhiều điều lắm, mà dạy nó thì nó cũng tiếp thu, nó cũng ổn mà, nói chung là được. Mình Nguyên cho nên một mấy đứa nhỏ nó ở nhà thông, nếu mà nghe lời em hết đứa nào nó cũng thành công hết thôi. Nếu mà chị suy nghĩ đi, thằng lớn chị nếu bây giờ nó biết lái xe nữa, nó không phải đi bộ ra trạm xe bus, nó không tốn thời gian cho xe bus xe lửa rồi này nọ, nó đi cái xe cái vèo lên tới trường hoặc đi xe vèo qua chỗ làm thì nó còn kiếm nhiều tiền hơn không? dạ đúng rồi. Với lại chú Tâm mình hỏi nè, ví dụ như học lái xe bên đó chú Tâm thì là mình học một tháng hay là mấy tháng, hay là nó quy định, hay là mình khi biết lái là mình thi? Không phải chị. Đối với con chị 19 tuổi á, thứ nhất nó học bằng eo, sau đó là bằng eo tại nó dưới 21 tuổi thì nó phải đợi 6 tháng. Bây giờ nó phải lo thi bằng eo lẻ đi, rồi sau đó nó thi mấy cái bằng khác được. Và trong lúc này thì nó phải nói thầy dạy cho nó một tuần, 1 tiếng, 2 tiếng đi. Thầy tới nhà đón, đón đi học xong rồi chạy luôn tới chỗ làm luôn, đỡ đi đón xe lửa xe bus. Sướng không? Nó hồi xưa Thông nó ở với em hướng dẫn nó vậy, Thông nó đi lang thang mấy bang khác rồi bắt đầu nó quay về với em. Sướng không? Thông thông mình vậy là cũng đi lâu rồi, cũng đi 6 năm rồi. Đi lang thang mấy bang khác chi cực Mai mốt vậy. nhỏ, mai mốt nhỏ là chị cho qua Melbourne luôn á, có gì chị gửi gắm em hen, có gì á đánh nó la nó Mai giùm chứ không vậy. mốt em sẽ nói chuyện với lại mấy bạn, một bạn 17 tuổi đó, cu đó cũng là người miền Trung mình luôn, mọi người Đà Nẵng, ba mẹ nó mới gửi cho em cách đây 2 tuần. Chị cảm ơn em rồi, chị Vậy cảm ơn rồi, chào các bạn nha, các bạn cố gắng lên nha, cứ cứ cố gắng là được hết, các bạn ơi, nghe chú Tâm đi nha. rồi rồi cảm ơn chị. Rồi chào em. Rồi.